Hi, xin chào các bạn. Welcome các bạn đã tới với Anaha. Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2020. Hôm nay mình muốn cập nhật tin tức với các bạn về gói hỗ trợ thứ nhất và tình hình cái gói hỗ trợ thứ hai. À, nói về cái gói hỗ trợ thứ nhất thì hơn 2 tháng IRS đã phân chia cái số tiền 1.200 đô la cho mỗi người lớn và 500 đô la cho mỗi đứa trẻ à, dành cho những người có thu nhập À, dưới 75.000 đô một năm à, và 150.000 đô cho một cặp vợ chồng thì bây giờ có hơn 159 triệu check đã gửi ra à, nhưng mà cũng có hơn 30 triệu người Mỹ vẫn chưa nhận được cái số tiền này nếu mà bạn nằm trong những cái trường hợp mà chưa nhận số tiền à, này thì bạn nên làm gì và không nên làm gì? Như mình đã nói trong mấy cái video kỳ trước Nếu mà các bạn đã khai thuế 2018 rồi 2019 rồi Bạn đang nhận những cái phúc lợi xã hội Giống như SSI, tiền lương hưu Thì bạn không cần phải làm gì cả Có thể trẻ của bạn tới muộn thôi Bạn không nên làm gì cả Nếu mà bạn không nằm trong những trường hợp trên Mà tới giờ bạn chưa có trách thì bạn check uh, coi mình có hội đủ những cái điều kiện mà uh, để nhận lãnh cái số tiền này không. Nếu mà bạn có thu nhập dưới 12.200 đô một năm hoặc là 24.400 đô dành cho hai người thì bạn cần phải điền cái Non-filer ở trên website iras.gov để uh, cập nhật thông tin của các bạn để IRS biết bạn là ai người ta sẽ gửi tiền cho bạn à, Vậy khi nào mình thông báo cho IRS biết là bạn chưa nhận được 1.200 thì sau đây là những cái trường hợp mà bạn nếu mà bạn nằm trong một trong những trường hợp sau đây thì bạn nên liên lạc để thông báo với IRS là bạn chưa nhận được cái số tiền này Cái trường hợp thứ nhất nếu bạn lên cái website IRS.gov mà bạn vào vào cái trang get my payment mà trên website nói là bạn cái 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 ngày mà nhận check của bạn là bốn hai ba tuần trước rồi mà tới giờ mà bạn vẫn chưa nhận được cái gì thì bạn nên liên lạc với sở IRS để hỏi cái số tiền này đang nằm ở đâu và trường hợp thứ hai nếu bạn bỏ cái check hoặc là cái ăn cái thẻ vào Hồng rác rồi mà bạn vô tình bạn làm mất nó rồi thì bạn cũng nên thông báo với irs và trường hợp thứ ba nếu bạn nhận được lá thư từ irs nói là tiền của bạn đã gửi cho bạn rồi nhưng mà thật sự bạn chưa có nhận được cái số tiền này mà bạn nhận được cái lá thư này thì bạn nên liên lạc với irs nói rằng tôi chưa có nhận được cái lá thư tôi chưa nhận được cái số tiền mà tôi chỉ nhận được cái lá thơ này Thông báo là tôi nhận tiền được rồi Cái điều này không đúng Và cái trường hợp thứ tư Nếu mà bạn nghi ngờ Cái người nào đó đánh cắp Cái cái trách của bạn Thì bạn cũng nên báo cáo Để mà người ta có Cái phương pháp người ta xử lý kịp thời Nhưng mà trước khi làm những cái việc này Thì bạn cần chắc chắn Một điều là bạn phải là người hỏi đủ cái tiêu chuẩn để nhận 1.2 này à, không phải bất cứ người nào cũng nhận được 1.2 này Cái điều kiện đầu tiên mà bạn nhận được cái 1.0002 này đó là bạn cư trú hợp pháp ở trên đất Mỹ và đóng thuế thu nhập hàng năm ừ, hoặc là ít nhất bạn đã đóng thuế 2019, thì bạn là người có đủ tiêu chuẩn để mà nhận cái số tiền này và những người khác mặc dù không có khai thuế thu nhập hàng năm nhưng mà bạn là người cư trú hợp pháp trên nước mỹ thì bạn cũng vẫn nhận được 1 hai nhưng mà bạn phải thông báo cho IRS biết để mà người ta gửi số tiền này cho bạn hiện giờ có rất nhiều người họ không biết là họ phải điền vô cái form non file để mà họ có thể nhận được cái số tiền này nếu mà các bạn biết những người xung quanh của bạn có ai mà chưa chưa biết cái điều này thì bạn nên nhắc nhở họ cái thời hạn chót để mà điền cái non file này là ngày 15 tháng 10 năm 2020 nếu mà sau cái ngày này thì bạn sẽ không được nhận cái check nữa mà bạn phải đợi khi nào mà bạn khai thuế 2020 thì bạn làm thế bạn mới lấy được cái số tiền này về. Nói về cái gói hỗ trợ thứ hai và cũng là cái gói hỗ trợ cuối cùng. Bây giờ một vài nơi đã mở cửa trở lại rồi. Người dân đã trở lại làm việc thì con số thất nghiệp đã đang thuyên giảm. Cho nên những cái nhà À, lập pháp và những nhà chính trị à, Họ muốn quan sát thêm à, Một thời gian nữa Để mà trước khi đưa ra Những cái quyết định Mặc dù cái gói hỗ trợ 3.000 tỷ Đã được Hạ Viện thông qua rồi Bây giờ đưa tới Thượng Viện Và Thượng Viện Cần phải xem xét một thời gian Sau khi mà cái nền kinh tế Mở cửa trở lại à, Tỷ lệ thất nghiệp đang giảm dần Thì người ta sẽ đưa ra một cái gói hỗ trợ hiệu quả nhất để thúc đẩy nền kinh tế nhanh nhất. Cho nên họ phải cân nhắc nhiều hơn và cái gói hỗ trợ này sẽ ít tiền hơn cái gói hỗ trợ thứ nhất và cái gói hỗ trợ Heroic dự tính là 3.000 tỷ Mỹ kim nhưng mà người ta nói là không cần tới một cái số tiền khổng lồ như vậy người ta sẽ cắt giảm bớt để trở thành một cái gói hỗ trợ chỉ có một ngàn tỷ thôi. À, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. À, chúc các bạn một ngày bình an. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye bye.